Chào mọi người, hiện tại thì mình đang ở trên cái showroom tầng 3 tại Hàm Nghi. Ở đây thì có đầy đủ tất cả các đồ nghề từ tông chính hãng. Đây là tông Ligon này, Magic này, đây là Magic Gold này. Tất đủ các loại luôn, bấm viền này, đầy đủ các loại cho anh em luôn. Tông đơ AK này, cạo khô này. Dòng tông này thì rẻ này, tông này khoảng độ hơn 200 nghìn là có một chiếc tông đơ cắt như thế này rồi. Hơn 200 nghìn. Đó, cữ sạc đầy đủ luôn. Đó, con này thì AK, con này chuyên phây, kê lược xả tóc luôn. Con đó thì rơi đâu khoảng 750. Con này tông bấm viền, nếu mà anh em hỏi con AK bấm viền không 012 này là con này chuyên bấm viền đẩy chân, sát chân cho anh em tha thu luôn. Nó đẩy sát thì cũng phải được 0,3 mm đấy, để sát cho anh em phây luôn. Con này thì khoảng 350, đang có chương trình giảm giá chắc là cũng còn hơn 200. Đấy, nhiều lắm, sản phẩm ở bên mình rất là nhiều. Nếu mà anh em thợ nào hoặc là học viên cần thì cứ qua trực tiếp luôn, qua trực tiếp đây luôn để anh em lấy thì nhân viên tư vấn cho. Lúc nào cũng có nhân viên ngồi ở đây. Con này thì khá là ok này, con này mình thấy cũng mạnh đấy. Đây NT220 này. Đó. NT218 bấm viền này. Đầy đủ cho anh em luôn. Còn dòng phân khúc trung bình thì con này Kimay 1977, con này thì rơi đâu khoảng tầm 500 nghìn. Đấy. Còn tông dây này thì hiện tại đang kỷ niệm cho anh em nhé. Con này 508 thì kỷ niệm cho anh em còn 109. Đấy. Ghế cắt tóc anh em nào cần liên hệ nhé. Ghế cắt tóc ở đây đủ loại luôn. Từ 3 triệu cho đến 20 triệu. Những cái dòng ghế này là nhà mình đang sử dụng luôn này. Dòng ghế này bên nhà mình sử dụng để mở cửa hàng luôn. Thì nó rơi đâu khoảng tầm hơn 4 triệu một chút. Phía bên đây thì cũng rất là nhiều sản phẩm. Đây là NT216 này, con mình vừa nói là 508, con 109 này, 1977 này. Con bượt đồ ba bờ này, con này mới về, con này rất ok luôn, đảm bảo với các bạn. Con này mình rất thích, con này nó có cái đốc sạc. Con này có cái đốc sạc rất là chắc chắn luôn. Con bượt đồ ba bờ con này cũng rơi đâu khoảng tầm 500 thôi, nhưng mà cắt rất là thích. NT20 đây. Lưỡi lơn, lưỡi kép sứ, đây là bản lưỡi kép sứ này. Đây là bản lưỡi đơn này. Còn đây là dòng ZSZ này. Con này giống như Senior, con này cũng khoảng tầm 500 thôi. Đây là AK này. AK Barber 29, con này 750, còn đầy đủ tất cả các phụ kiện nhé. Ví dụ như lưỡi kép Mỹ này, lưỡi kép tàu này, lược thép này, lược thép kê lược này, lược tốp thép này. Lược màu trắng cho anh em kê lược này, cán dao cạo này, máy lô sấy này, lược cắt thốp này, lược chính hãng cũng có luôn, bình xịt đủ các loại bình xịt ba bờ cho anh em. Cái loại này anh em mà nhỏ gọn đi cắt lưu động thì con này ok, con bình xịt này mình rất là thích. Màng cạo khô này, dao cạo này, đó, rồi bọt này, đủ các loại luôn. Chổi phủi này, dầu máy này, xịt mát này, lót tông đơ này, đây lược chính hãng này, đây lược chính hãng các bạn nhé. Cây lược này, con này cắt hình khối cũng khá là ok, con này chia tóc ok này. Con này nó rơi đâu khoảng tầm 20.000. Lược bản to ở đây rất là nhiều. Kéo cũng đủ các loại luôn anh em nhé. Kéo rất là nhiều loại, ví dụ như ở đây có Vico này. Ở đây có NT giao lạc này, 103 này. Ở đây có cái loại hoa văn này. Đây, NT22 này. Rất là nhiều loại luôn. Đủ các loại cho anh em. Đấy, kéo quá trời quá đất. Anh em cần gì thì cứ liên hệ bên mình. Anh em nhá, xin chào và hẹn gặp lại.